Chúng ta bắt đầu. Bạn hãy nắm chắc các đầu ngón chân của mình, sau đó giữ lưng thẳng lên, hít vào thật sâu. Từ từ bạn hạ khuỷu tay trái lên chân trái, thở ra và chúng ta kéo căng chân phải, mắt nhìn theo chân. Lưng của chúng ta chú ý là giữ thẳng nhé, bạn đừng cong kho lưng này, đẩy thẳng lưng lên. Sau đó ra, bạn hạ chân xuống, chúng ta đổi bên, hít vào, nghiêng mình qua bên phải, nhấn chặt chân phải xuống và kéo căng chân trái thẳng lên, mắt nhìn theo chân, duỗi thẳng lưng lên nào bạn. Đúng rồi, rất tốt. Và thở ra, bạn hạ chân xuống, vòng 2, hít vào, tiếp tục nghiêng mình qua bên trái, kéo thẳng chân phải, thở ra, bạn hạ chân xuống, hít vào thật sâu. Bạn nghiêng mình qua bên phải, nâng chân trái, mắt nhìn theo chân, thở ra, từ từ hạ xuống, nhịp cuối cùng, hít vào, bạn nghiêng qua bên trái, nâng chân phải, hít thở đều và giữ, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, bạn hạ chân xuống, hít, bạn nâng chân trái và nghiêng mình qua phải, duỗi thẳng căng chân, mắt nhìn vào chân, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, bạn nhẹ nhàng hạ chân xuống. Chúng ta úp hai lòng bàn chân với nhau và thư giãn cho khớp háng của mình, rung rinh thả lỏng cho khớp háng. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hạ chân và thả lỏng cho chân. Tiếp tục nào, mời bạn, chúng ta sẽ nằm nghiêng mình qua bên phải, khép hai chân lại, nghiêng mình qua bên phải, hạ khuỷu tay xuống. Đó, sao cho khuỷu tay và vai của chúng ta thẳng hàng với nhau. Hai chân bạn duỗi thẳng để từ chân lên đến đầu của chúng ta tạo thành một đường thẳng. Úp hai bàn tay trước bụng của mình. Chúng ta bắt đầu hít, bạn nâng chân trái lên, thở ra, hạ xuống. Hai, hít chân trái nâng lên lúc 90 độ, thở ra, hạ xuống. Ba, hít vào chân lên, thở ra, hạ xuống. 4, hít chân lên, thở hạ xuống, nhịp cuối. 5, hít vào, nhấc chân lên, tay ôm lấy bắp chân, thở ra, bạn kéo sát về phía tai, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ xuống. Với động tác này, bạn sẽ thấy vùng lườn eo chúng ta được tác động rất là mạnh, để chúng ta loại bỏ toàn bộ mỡ hai bên eo, tạo cái vòng eo con kiến thon gọn vô cùng hiệu quả. Chúng ta tiếp tục đổi bên nào. Mời bạn nghiêng mình qua bên trái nhé, khuỷu tay hạ xuống, bạn điều chỉnh sao cho khuỷu tay và vai thẳng hàng nhau này. Hai chân bạn duỗi thẳng rồi, tay chống trước bụng của mình, đẩy vai lên. Chúng ta bắt đầu hít vào, bạn nâng chân phải lên góc 90 độ, thở ra, hạ xuống. 2, hít chân lên, thở ra, hạ xuống. 3, hít bạn nâng chân lên, thở ra, hạ xuống. 4, hít vào chân lên, thở hạ xuống. Và nhịp cuối, hít bạn nâng chân lên, tay ôm bắp chân, thở ra, kéo gối chán sát lại nhau và giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, bạn hạ tay xuống. Sau đó chúng ta từ từ nằm xuống, thả lỏng, giãn cho phần lưng và phần eo của chúng ta. Hai chân duỗi thẳng, hai tay xuôi theo thân, nhắm mắt lại, hít vào, bụng phình lên, thở ra, xè bụng lại. Sau đó chúng ta mở mắt và tiếp tục với động tác tiếp theo. Động tác vặn xoắn cho vùng bụng để vắt kiệt toàn bộ mỡ bụng và tạo cái form bụng chuẩn và giữ gìn cái vóc dáng của chúng ta được thon nhỏ. Chúng ta khép hai chân lại, bạn mở rộng hai tay sang hai bên, khoảng cách bàn tay với cơ thể là 50 cm. Hít vào, nâng chân phải lên, bạn có thể co chân đầu gối và đùi sát về phía ngực, lấy tay trái nắm lấy cái phần phía ngoài của chân phải, thở ra, bạn vặn sang bên trái, mắt nhìn sang phải, chân bạn chú ý là duỗi thẳng cả hai chân luôn nha.
Tuy nhiên mới đầu thì chúng ta có thể hơi cong một chút, và Nguyễn Hiếu mong rằng bạn sẽ cố gắng để cảm nhận cái sự kéo duỗi của chân và cái sự độ vặn xoắn của vùng eo. Hít vào, đưa chân về vị trí ban đầu, thở ra, hạ xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên nào. Hít, co chân trái lên sát ngực, tay phải nắm lấy bàn chân trái, thở ra, bạn vặn mình qua bên phải, thẳng căng chân, có thể mắt nhìn sang trái. Hít vào, bạn co chân lên vị trí ban đầu, thở ra, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên, vòng cuối cùng. Hít, bạn co chân phải lên, tay nắm lấy bàn chân của bên phải, thở ra, kéo thẳng căng chân, nghiêng vặn mình qua trái, mắt nhìn sang phải, và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít, nâng chân lên, thở ra, bạn hạ xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi chân, hít, co chân trái lên, tay nắm lấy phía ngoài của chân, thở ra, bạn nghiêng vặn mình qua bên phải, mắt nhìn sang bên trái, thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, sau đó hít, bạn co chân lên, và thở ra, hạ chân xuống, thả lỏng. Hai tay xuôi theo thân, chúng ta điều hòa hơi thở nào. Hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng xuống. Chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo nha. Duy trì kéo dài cái tuổi thanh xuân của chúng ta, làm trẻ hóa cơ thể và đốt cháy mỡ bụng trước vô cùng hiệu quả. Tư thế cái cầy, chúng ta sẵn sàng. Mời bạn khép chân lại, hai tay xuôi theo thân và úp bàn tay xuống, gập cằm xuống. Chúng ta bắt đầu. Hít vào, bạn co chân, bật mông lên, tay đỡ lấy phần hông và chúng ta đẩy hông về phía trước. Đó, chân của chúng ta đưa về qua phía đầu của mình. Hít thở đều và sao cho cằm và ức của chúng ta chạm sát lại với nhau. Từ từ co chân lại, thở ra, hạ mềm từng đốt sống xuống, thả lỏng. Chúng ta có thể co chân, tay xuôi theo thân, bạn nhớ kéo giãn dài vai ra. Chúng ta tiếp tục một lần nữa. Hít vào, bạn co chân, bật mông lên, tay đỡ lấy thắt lưng, hạ chân xuống, hướng ngón chân về phía đầu, hít thở đều. Từ từ co gối lại, thở ra và bạn đỡ mông nha. Sau đó chúng ta mới hạ nhẹ từng đốt sống xuống và thả chân xuống sau cùng. Tiếp tục lần cuối cùng đốt cháy mỡ bụng nào. Hít vào, co chân, bật mông lên, tay đỡ lấy thắt lưng, đẩy hông về phía trước, gập cằm, bạn giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ co gối lại, thở ra, bạn hạ nhẹ từng bước sống xuống, thả lỏng. Sau đó mở rộng chân bằng vai, các ngón chân hướng thẳng và đầu gối của bạn mở bằng vai, hai tay xuôi theo thân. Chúng tiếp tục tư thế cây cầu, săn chắc toàn bộ vùng lưng hông và vùng đùi của chúng ta, đồng thời tăng sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho cơ thể. Bạn hãy gập cằm xuống, chúng ta bắt đầu nhé. Hít vào, bạn nâng hông lên, nhớ là siết chặt cái vùng hông và thắt lưng, đẩy cao nhất có thể, nhấc cả vai và ngược lên. Thở ra, bạn thật chậm rãi, hạ xương sống, hạ mông xuống. Chúng ta tập 5 lần động tác này. Lần 2, hít vào, bạn nâng hông, đẩy vai, đẩy ngược lên. Thở ra, bạn hạ thật nhẹ lưng, hạ hông xuống. Lần 3, hít vào, bạn nâng hông, đẩy ngực, nâng cằm lên. Cằm nhấn sát về phía ức của chúng ta. Thở ra, hạ lưng, hạ hông xuống. Hai nhịp nữa. 3, hít vào, bạn nâng hông, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, hạ hông, hạ lưng xuống. Lần cuối cùng, hít vào, bạn nâng hông lên, đẩy giãn căng cái phần hông và phần bụng này. Chúng ta giữ ở đây, thở đều 10 giây nhé. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra. Bạn hạ lưng, hạ hông xuống, co chân sát ngực, tay ôm vòng quanh chân, chúng ta lắc lư sang hai bên, thư giãn, thả lỏng cho phần lưng và phần xương sống của mình, hít thở đều. Sau đó, chúng ta duỗi dài hai chân, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn ra hai cho cơ thể và từ từ nâng bật cơ thể. Chúng ta ngồi dậy, bắt chéo hai chân và chúng ta nâng cơ thể đứng lên.